Hello, xin đón chào đại gia đình mình nha. Hello everybody, xin chào Gek Bang. Today we are hôm nay or today we are going to the Asian market and then we are gonna go get some pedicures. Ý là Điều Vinh nói là hôm nay á là Điều Vinh chở mẹ đi chợ rồi chở mẹ đi làm nail đúng không? Yeah, đi chợ. Đi nail. Rồi xin mời cô chú anh chị đi với hai mẹ con mình nha. Rồi đi thôi. À, trên đường đi chợ đây cả nhà mình ơi. Từ nhà mình đi lên chợ khoảng 15 đến 20 phút rồi chứ nó cũng không có xa. Đây thì đi học chưa có về. Mình cũng tranh thủ đi chợ rồi hả, để đến 3 giờ cái mình ghé mình đón cháu về luôn. Lên bật ông xã mình với con gái đi Việt Nam cũng được 2 tuần rồi thì cũng gần về rồi. Thấy hả, ông xã với con gái về bệnh cũng lo công việc với lại là cũng về có con có cháu có anh chị cũng rất là vui. Mình ở bên đây mình thấy hả, mọi người bên đó vui quá mình cũng vui. Rồi bây giờ hai mẹ con mình đi tới chợ rồi, thôi giờ mình xuống để mình đi vô chợ ha. Yes, we are here at the market. Let's go. Chào anh, khỏe không anh Hương ơi? Dạ. Cà phê phố. Cà phê phố của Việt Nam mình là cái nhà. Bây giờ đi cũng vô trong đây. Gai nước mắm. Dạ. Con ăn gai nước mắm. Con gai nước mắm hả? Dạ. Yeah. Chơi thì Win đang chơi. Một cái màu để mình chọn. Nếu mình chọn tiếp rồi mình sơn lên chân. Okay.
Bây giờ mấy chị lại cắt mắm cho mình, vỗ mắm cho mình nè. Quỳnh mình đây. Thầy Vinh cũng còn làm chưa xong, còn cắt móng tay. Lúc con Ngọc ở nhà thì Ngọc cắt móng tay cho Thầy Vinh, còn bây giờ thì phải đi nhờ mấy chị cắt. Giờ cái là hai mẹ con ở đây rồi, cái bắt đầu đi tới trường đón chay chay luôn. Mình thì mình làm chân thôi chứ mình không có làm tay. Rồi, hello mà cô chú đi con. Hello mà cô chú. Con mới đi học về. Con mới học về. Ba con với bà ngoại con đi đón con. Rồi thì ở nhà mình có thịt bò. Nhà mình có thịt bò sắc mỏng. Và bây giờ Điều Huynh thì thích ăn cái nước sốt ướp này, nên hai mẹ con đi chợ mua nước sốt này về ướp. Rồi cái đi ghé tiệm làm neo. Rồi ghé đón chay về luôn. Giờ thì bây giờ mình sẽ ướp nước, rót nước ướp ra để ướp thịt bò. Bữa hổm mà mình ướp sườn á thì mình ướp với nước ướp barbecue của cái loại nước ướp khác. Còn này là Điều Huynh thích ướp nước ướp này. Thịt bò sắc mỏng rồi nha. Nó dính à. Sắc mỏng lắm. Đi học về có anh chị bạn hàng xóm qua chơi nên chị vui như hội luôn mà cô chú ơi. Đó, chị này dễ thương hết sức không. Anh này là anh trai của chị gái đó nè, hai anh em hàng xóm luôn. Thì quên thì mà xa chị chơi. Chay ơi, anh chị bạn qua chơi con vui không? Có không con? Rất là vui luôn á ông bà cô chú ơi. Đó, qua qua là lấy hết đồ chơi. Lấy hết đồ chơi ra cho anh chị chơi. Vui dữ lắm luôn. Hai bé này là hai anh em ruột. Bé này thì mặt thì rất là dễ thương luôn. Con lại con đờn đi. Nhà mình có con nít cho nên mấy đứa nhỏ hàng xóm mà tới chơi với cháu mình cho tụi nó chơi thoải mái luôn. Nó lấy cái gì nó lấy, nó chơi gì nó chơi, nó không chơi nữa nó đi về mình cắt mình dẹp, cháu mình nó vui. Đây.
Mình sẽ nướng lên. Hello everybody, xin chào các bạn. Hello, xin mến chào đại gia đình mình nha. Thịt thấm rồi, bây giờ mình sẽ nướng. But it'll be very good. Very good. JP Choi. Đây đi chơi rồi ông bà cô chú ơi. Đó, ngày mà đi học về rồi đó là hai anh chị em của em bé bên kia cũng vậy. Cái chạy qua đây chơi chút xíu cái là kéo chạy về bển, chạy thì chạy theo đi về bển chơi bển, chán cái bển thì chạy về bên đây. Anh vậy đó, nó cũng vui để tội nghiệp. Rồi giờ mới ngồi vô bàn. Very good bread. Cái này thì mình chỉ xào qua xào lại thôi. Ngày hôm nay thì hai mẹ con cũng bận rộn. Cái gara của mình làm xong rồi là để 24 tiếng đồng hồ là keo nó cứng lại rồi, là sáng nay là hai mẹ con mình là đem thêm máy giặt, máy sấy rồi lấy hết đồ trong tủ lạnh ra rồi đem lại vô nhà, rồi cắm điện vô lại để mình xài. Rồi cái là hả, hai mẹ con đi chợ, đi làm neo. Yeah. Rồi cái đi đón chay chay về, cái cho chay chay ăn. Did a lot. À, cả ngày. Vậy mà nó vui cả nhà mình ơi, chứ còn hả ở đây mà không có việc gì cái cứ nằm tới nằm lui hoài buồn. Nằm chán lắm. Để có công việc đi tới lui nó mới đỡ chán. Yes, busy day, busy day. Chứ ăn thịt bò thích ăn chín mà không có thích ăn hồng. Còn á hả, chiên cánh gà cũng vậy, phải chiên cho thiệt là vàng, thiệt là khô. Rồi bây giờ mời đại gia đình cùng ăn với hai mẹ con mình nha. Không con? Không. Nóng quá, để mẹ làm này cho chín, cái mẹ gấp gấp xuống dĩa, cái mẹ cho miếng khác lên, cái chín mình tắt lửa đi, cái để thôi hả, nó nóng ăn cũng khó, mà mình ngồi gần cũng thấy nóng lắm. Cho xuống dĩa cho nó nguội mình dễ ăn. Hôm nay thì ở nhà có thịt bò lát sắc mỏng mà có điều Quỳnh nói để đi chợ mua cái nước ướp khác, cái nước ướp bữa hổm là mình cũng mua 2-3 chai đó, nhưng mà điều Quỳnh nói cái nước ướp đó là để dành ướp sườn bò thôi nó mới ngon, còn cái món này là anh đi ha. Yeah, I'll put it on. Xin mời đại gia đình cuốn thịt bò với mình nha.
có cắt vô mấy cọng rau, vô leo. Xin mời đại gia đình ăn thịt bò cuốn rau với hai con mình. Ngon lắm cả nhà, vừa ăn lắm, không cần cắm gì luôn. Okay, and then save this. Let marinate one more day. Đúng rồi. Ý điều mình nói là vô đây trong cái dĩa với cái chảo là hai mẹ con đủ rồi. Còn trong cái dĩa đó là chút nữa mình ăn có hết á thì mình tiếp lóc lại. Để ngày mai ăn tiếp. Nha con ha. Ngày mai ăn tiếp. No more of that. All right. Ngon. No. Không nướng nữa được, cái dĩa của mẹ để bên đây này để cho con đỡ tràn ra. Có hai mẹ con cũng dễ lắm cả nhà. Mình có khi hả mua hamburger thì về mấy mẹ con ăn hamburger, rồi nó mua pizza thì hả mấy mẹ con ăn pizza. Rồi mình nấu đồ ăn gì mà mình nghĩ là thì quên ăn được á thì mình sẽ nấu cái món đó hai mẹ con ăn. Nghe con ha. À, ham pizza ham chút chút. Chút chút. Chút chút pizza. Chút chút hamburger. And the fridge. Made a lot of bread. Mấy món này ăn được nhiều rau.
Ngon quá. Very good. Good. Hôm qua là đỡ rồi, mấy ngày làm ra là cái keo quá cả nhà, to kỹ lắm, không dán cái cửa mình không có là, không có cái kẻ hở đi bay vô luôn mà rất là hôi rồi ha, keo á, keo làm ra ra. Yeah, getting the garage together. Quá hôi luôn, nằm vô tới nhà chịu không nổi luôn. Mm-hmm. There's still a lot of work. Wow, Lamb. Yeah, I still got lots of work getting it all back together. Hai mẹ con mình nhiều lúc con nói một đường mẹ không hiểu không ngã. Vui lắm. Mình ở lâu ngày thì mình sẽ nghe nhiều, mình sẽ hiểu. Giờ quen rồi. Đỡ rồi cả nhà, chỉ có lần đầu tiên hết. Mình qua du lịch á, Ngọc còn đi làm nail. Là mình vừa qua là con mình chỉ mẹ nấu nồi cơm, mẹ bấm chỗ này, máy giặt bấm chỗ này, chỉ hết tất cả mọi cái trong nhà. Và cố gắng mình nhớ. Chứ để hả, mình cố gắng nhớ thì hả, con mình đi làm hết. Rồi ở nhà giờ mình nhờ ai, mình kêu ai vào đây. Cho nên đó hả, mình cố gắng mình nhớ hết những cái mà đồ dùng trong gia đình như thế nào mình nhớ hết. Rồi tới cái lúc mà nhà mình cái máy giặt hư á, để thay cái máy giặt mới, thì hả mình thay máy giặt chứ hả phải hẹn cũng mấy ngày á, là cái chỗ mà đặt máy giặt á để người ta mới đem lại. Thì nhà điều huynh có cái chỗ giặt đồ ở đằng sau á, có cái nhà giặt đồ thì mình đem tiền lại cái chỗ đó, mình bỏ xu vô để mình giặt. Rồi điều huynh dẫn mình qua bển chỉ mình lần à, là ở nhà tự mình biết đi qua tới chỗ đó là mình bỏ cái xu nào vô cái chỗ giặt đồ, mà cái xu nào vô cái chỗ sấy ở Michigan á. Cái là tự mình phải cố gắng mình nhớ nên nó quen. Yeah. All right. Quá ngon quá. No. Just a little pieces. Up for me. Ăn thịt cũng mau no. No. Mẹ cũng no.
Mẹ không đâu. No. Oh, ok, ăn đi, ăn đi. Ừ, mẹ ăn 5 cái rồi. À. Very good. Ừ. Ngon quá. Uống nước thì nói bye bye bà cô chú. Ok, bye bye bà cô chú. Ok. Thì cái công việc của gia đình rồi cái sinh hoạt của gia đình của mình một ngày nay thì rồi lại nướng thịt ăn hai mẹ con nướng thịt cuốn rau thì bây giờ cái video mình cũng dài rồi thôi bây giờ mình xin tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà vui vẻ hạnh phúc an lành trong cuộc sống nha. À, mình xin cảm ơn cả nhà đã xem cái video của mình. Xin bye bye, xin chào tạm biệt cả nhà. Bye bye, thanks for watching. Ok, bye. Bye bye. Bye bye.